Hello, xin chào các bạn. Tiếp tục vòng 4 giải đấu FTX Crypto Cup đang diễn ra. Sẽ là một sự thiếu sót lớn nếu như không nhắc đến thần đồng Ramesh Bambu Bragnananda. Bragnananda mặc dù elo thấp nhất giải chỉ có 2.661 nhưng em đã cho thấy elo đấy nó chỉ là ảo thôi. Bởi vì qua 4 vòng đấu thì Bragnananda đều thắng như trẻ tre trước các đàn anh để sánh vai cùng Manukasen dẫn đầu với 12 điểm. Hôm nay mời các bạn đến với ván cờ thứ tư tại vòng 4 giữa Ramesh Bambu, Bragnananda và kỳ thủ hiện đang xếp hạng thứ sáu thế giới là Levon Aronian. Sau hai ván đầu hòa nhau thì Bragnananda vươn lên dẫn trước ở ván thứ ba với pha bẫy chết hậu của Aronian. Do đó ở ván này Aronian cực kỳ quyết tâm để giành chiến thắng. Levon Aronian được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn bằng khai cuộc anh với nước tốt C4. Ramesh Bambu Bagnananda đáp trả bằng nước tốt E5. Tiếp theo, trắng đi mã C3, đen đi mã F6. Trắng đi mã F3 tấn công tốt đen. Đen để tốt E4 tấn công lại mã trắng. Trắng chạy mã về G5. Hai mã kết hợp tấn công tốt đen. Đen không bảo vệ tốt mà để tốt C6 và thí tốt. Mã trắng ăn tốt đen, mã đen ăn lại mã trắng. Mã trắng ăn tiếp mã đen và trắng lãi được một tốt. Đen để tốt d5 tấn công mã trắng. Tốt trắng ăn tốt đen, tốt đen ăn lại tốt trắng và tấn công mã trắng. Trắng chỉ có hai cách là chạy mã về c3 hoặc là g3. Nếu trắng chạy mã về c3 thì đen để tốt d4 tiếp tục truy sát mã trắng, trắng lại phải chạy mã. Do đó thì trắng chạy mã về g3. Đen để tốt h5, sau đó sẽ tiến tiếp xuống h4 bắt chết mã trắng. Trắng liền đẩy tốt E3 mở đường cho mã chạy về E2. Và đúng như kế hoạch thì đèn dí tốt xuống H4 tấn công mã trắng. Trắng chạy mã về E2. Đen phát triển mã C6. Trắng đẩy tốt D4 chiếm lĩnh trung tâm và mở đường cho tượng phát triển. Đen đi hậu F6 gây sức ép lên quân tốt yếu F2. Trắng phát triển tượng D2 giải phóng ô cho xe qua C1 kiểm soát cột MC. Đen phát triển tượng D6. Trắng đẩy tốt A3 ngăn mã hoặc tượng đen lên B4. Đen phát triển tượng F5 mở đường cho xe A8 xuất chiến. Trắng qua xe C1 kiểm soát cột mở C. Đen bình xe D8. Trắng nhảy mã lên C3 tấn công tốt đen và mở đường cho tượng phát triển. Đen không thèm bảo vệ tốt mà dịch hậu sang G6. Nếu mã trắng ăn tốt đen thì đen đẩy tốt H3 tấn công tốt G2. Trắng buộc phải đẩy tốt lên g3 tránh giao chiến. Khi đó thì đen phi tượng lên e4 tấn công đôi xe và mã trắng. Trắng chắc chắn sẽ phải chạy xe và chịu mất mã. Do đó, ở ván cờ thực tế, trắng không dám ăn tốt đen mà phi hậu lên f3 để phòng ngự trước. Đen vẫn đẩy tốt xuống h3 và tiếp tục thí tốt. Giờ thì trắng nên làm thế nào? Nếu mã trắng ăn tốt đen thì tượng đen E4 tấn công đôi hậu và mã trắng. Trắng sẽ phải chạy hậu và chịu mất mã. Nếu hậu trắng ăn tốt đen thì đen lên tượng B4 mở đường cho xe tấn công hậu trắng. Hậu trắng đang bảo vệ tốt G2 nên lại chạy về F3. Khi đó tượng đen ăn mã trắng, tượng trắng hay xe trắng hay là tốt trắng ăn lại tượng đen thì đen đi tượng E4 tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu G3, tốt đen ăn tốt trắng tấn công đôi xe và tượng trắng trắng kiểu gì cũng sẽ mất tượng trong tình huống này còn nếu mà tốt trắng ăn tốt đen h3 thì đen qua hậu e6 chồng quân với tượng và kết hợp với xe bắt lại tốt trắng khi đó trắng không thể nhập thành tượng d7 thì cũng không phát triển được nói chung là cũng không có lợi cho trắng trở lại ván cờ thực tế Trắng không ăn quân tốt nào của đen Mà có lựa chọn chính xác là đẩy tốt G3 tránh giao chiến Đen đi tượng G4 tấn công hậu trắng Trắng lúc này mới dám lấy hậu ăn tốt D5 Và tạm thời trắng hơn đen hẳn hai quân tốt Do bây giờ cột H đã bị bịt lại Xe đen không làm ăn được gì nữa Cho nên đen nhập thành Chuẩn bị cho xe qua E8 kiểm soát cột nửa mở E Trắng chạy trước hậu B5 tránh khỏi đường tấn công của xe đen Đồng thời tấn công tốt B7 Đen theo kế hoạch bình xe E8 và tiếp tục thí tốt Nếu trắng am hồ lấy hậu ăn tốt đen Thì mã đen ăn tốt trắng Dọa nhảy vào F3 chiếu và biến thành mã bạch tuộc Tốt E3 bị ghim không thể ăn lại Cờ trắng sẽ thập phần nguy hiểm Nếu trắng cố vùng vẫy bằng cách lên tượng E2 Để ngăn cản mã đen F3 Thì mã đen ăn tượng trắng Mã trắng ăn lại mã đen Đen phi hậu vào D3 dọa ăn mã trắng chiếu hết. Chứ sức ép cực lớn do hậu và tượng đen tạo ra kết hợp cùng hai xe đang kiểm soát hai cột trung tâm thì có đánh kiểu gì trắng cũng sẽ toang. Trở lại ván cờ thực tế, trắng không dám lấy hậu ăn tốt đen mà lên tượng E2 gạ đổi tượng nhằm giảm bớt áp lực cho vua. Đen không đổi tượng với trắng cũng không thèm bảo vệ tốt mà thí mã ăn tốt trắng và tấn công hậu trắng và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài nếu trắng không ăn mã đen thì phải chạy hậu mà nước tốt nhất là chạy về c 4 khi đó thì tượng đen ăn tượng trắng tiếp tục tấn công hậu trắng nếu mã trắng ăn tượng đen thì đen nhảy mã f 3 chiếu bắt tượng trắng sẽ phải chạy vua d 1 vì còn phải bảo vệ tượng khi đó thì mã đen vẫn ăn tượng trắng trắng chắc chắn mất quân tượng này còn nếu mà vua trắng ăn lại mã đen thì tượng đen B4 chiếu hết. Trường hợp trắng không lấy mã ăn lại tượng đen mà lấy hậu ăn mã đen thì tượng đen ăn tốt G3 mở đường cho xe tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu thì tượng đen ăn tiếp tốt F2 và thí tượng sau đó thì phi tiếp hậu xuống G2 trắng cũng sẽ toang. Do đó ở ván cờ thực tế trước pha thì mã thiên tài của đen thì nước tốt nhất cho trắng là phải ăn mã đen tưởng rằng sóng gió đã qua ai ngờ đen lại phế xe ăn tượng trắng chiếu What? và máy tính tiếp tục đánh giá đây là nước đi thay tiền thay tiền thì cũng phải chết mã trắng ăn xe đen đen phi hậu lên e 4 ghim mã trắng đồng thời tấn công xe trắng lúc này vua trắng không thể nhập thành vì đen sẽ phi hậu vào g 2 chiếu hết còn nếu mà trắng chạy xe Chẳng hạn như là chạy xe G1 Thì đen đẩy tội A6 tấn công hậu trắng Hậu trắng đang phải bảo vệ mã E2 Nên lùi về C4 Đen lại đẩy tiếp tốt B5 Tấn công hậu trắng và trắng chắc chắn sẽ mất hậu Bởi vì nếu mà trắng chạy hậu Thì hậu đen ăn mã trắng Checkmate Ở đây nước tốt nhất cho trắng Phải là lên tượng E3 Để bịt cột E lại và ngậm ngùi Chịu mất xe khi đó với lực lượng quân sự của hai bên cân bằng, đen mặc dù có thế công mạnh hơn nhưng chưa thể làm gì được trắng, thế trận nói chung là vẫn ổn áp dành cho trắng. Trở lại ván cờ thực tế thì trắng không lên tượng e3 mà phi tượng lên g5 tấn công lại xe đen. Nếu bây giờ mà đen vội vã ăn xe trắng thì trắng chạy vua d2 mở đường cho xe tấn công lại hậu đen. Trước việc cả hậu lẫn xe bị tấn công như này thì đen sẽ phải chạy hậu và chịu mất xe. Do đó ở ván cờ thực tế, đen chưa vội ăn xe trắng mà chạy xe qua E8, chồng quân với hậu tạo thành súng cao su trên cột mở E. Dồn thêm quân với tượng tấn công tổng lực vào mã trắng. Đến lúc này thì trắng mới lùi tượng về E3 bịt cột mở E lại đen vẫn chưa vội ăn xe trắng mà đẩy tốt a6 tấn công hậu trắng, trắng lùi hậu về a4. ở đây thì hậu đen ăn xe trắng cũng được rồi, nhưng mà đen lại tiếp tục đẩy tốt b5 tấn công hậu trắng và thí tốt, hậu trắng ăn tốt đen và tấn công tượng đen, hậu đen ăn xe trắng chiếu, trắng chạy vua d2 mở đường cho xe tấn công lại hậu đen, đen lùi hậu về a3 chồng quân với tượng tấn công mã trắng. Nếu hậu trắng ăn tượng đen thì hậu đen ăn mã trắng chiếu, buộc vua trắng chạy c3. Khi đó thì vua trắng sẽ bị đuổi đánh cho chạy như ngựa và lợi thế lớn sẽ nghiêng về đen. Nếu trắng lấy hậu ăn tốt đen, kết hợp với vua bảo vệ mã thì đen bình xe b8 tấn công hậu trắng. Trắng có chạy hậu đi đâu thì đen xe đen vẫn ăn tốt trắng b2 ở đằng sau chiếu và trắng chắc chắn là sẽ bị mất mã. Do đó ở ván cờ thực tế trắng không dám lấy hậu ăn tốt hay là ăn tượng của đen mà bình xe một kết hợp với vua để bảo vệ mã. Đen lùi hậu về F6 dọa phi tượng lên B4 chiếu mở bắt chết hậu. Trắng nhảy mã lên C3 cản chiếu trước cho vua. Đen đi hậu E6 trồng quân với xe trên cột mở E và ghim tượng trắng. Trắng đi hậu C6 kiểm soát đường treo lớn và cột mở C. Đen bình xe C8 tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu về D5 gạ đổi hậu. Đổi hậu xong thì lợi thế sẽ nghiêng về trắng do hơn đen hẳn hai tốt. Cho nên đen không đổi hậu mà đẩy tốt lên B4 tấn công mã trắng và gạ đổi tốt. Tốt trắng ăn tốt đen. Đen không ăn lại tốt trắng mà chạy hậu F6. Như vậy là trắng đã hơn đen tận 3 quân tốt Thừa thế sông lên trắng đẩy tốt xuống B5 Đến phi tượng lên B4 và ghi mã trắng Trắng bình xe A1 kiểm soát cột MA Dọa phi xuống A6 tấn công hậu đen để tiến tốt xuống thêm một bước nữa Đen đi tượng F3 tấn công hậu trắng Trắng chạy hậu về B3 tấn công lại tượng đen Đen chạy tượng về F8 Trắng đẩy tiếp tốt xuống B6 Và chỉ hai bước nữa là tốt trắng sẽ biến hình thành siêu xảy ra nên lùi tượng về B7 chặn lại Ở đây trắng có thể phi xe xuống A7 Tấn công tượng và bảo kê cho tốt tiến xuống phong cấp Nhưng mà trắng lại lựa chọn phương án là đẩy tốt D5 Để phong tỏa tượng đen trong góc bàn cờ Nước đi này làm cho C5 không còn được tốt kiểm soát Nên phi tượng lên C5 gạ đổi tượng Lẽ ra thì trắng vẫn nên phi xe xuống A7 để tấn công tượng đen Tượng đen ăn tượng trắng thì tốt trắng ăn lại tượng đen hậu đen F2 chiếu thì mã trắng cản chiếu là xong. Đen bình xe B8 bảo vệ tượng thì trắng đi hậu C4, dọa phi xuống C7 thì đen sẽ toang. Nhưng ở ván cờ thực tế, đen lại mắc sai lầm là bình xe E1. Chớp lấy sai lầm này thì tượng đen ăn tượng trắng chiếu, tốt trắng ăn lại tượng đen. Đen đi tượng A6 ngăn xe trắng E2 kiểm soát hàng ngang số 2. Tiếp theo thì trắng lên lùi vua về C1 để tránh bị hậu đen F2 chiếu. Nhưng mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào trắng lại lùi hậu về C2. Và máy tính đánh giá đây là nút đi blunder. Sao mày ngu thế hả? Chớp lấy sai lầm này thì hậu đen ăn tô trắng tiêu diệt ngay siêu say ra từ trong trứng nước. Đến lúc này thì trắng mới lùi vua về C1. Đen phi tượng lên C4 tấn công tô trắng D5. Ở đây trắng nên đẩy tốt E4 bảo vệ tốt D5. Nhưng mà thực tế trắng tiếp tục mắc thêm sai lầm nghiêm trọng nữa là mình sẽ D1 để bảo vệ tốt. Không hiểu vì sao mà Levon Aronina lại mắc nhiều sai lầm như vậy. Trong khi anh còn thời gian đến hơn 6 phút. Còn Bragnananda, thời gian của em chỉ còn vài chục giây nhưng mà em đã có nước đi rất là chính xác. Và đi tượng B3, xiên táo hậu và xe trắng. Trắng chạy hậu F2, bảo vệ tốt E3 và đành chịu mất xe. Thế nhưng đen không thèm ăn xe trắng mà đi hậu A5. Nếu bây giờ mà trắng chạy xe, chẳng hạn chạy xe F1 chồng quân với hậu tấn công tốt đen F7 thì hậu đen A1 chiếu, buộc vua trắng chạy D2. Hậu đen ăn tốt trắng chiếu tiếp, vua trắng chạy E1, hậu đen ăn mã trắng chiếu tiếp. Đến đây có đánh kiểu gì thì trắng cũng sẽ toang. Do đó ở ván cờ thực tế Trắng không dám chạy xe Mà chạy trước vua lên D2 Nhưng mà thật không ngờ Đèn thí xe ẩn mã trắng What? Và máy tính tiếp tục đánh giá Đây là nước đi thiên tài Sau nước thí xe thiên tài thứ ba này Thì trắng biết là có cố gắng Cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi Nên đành chịu thua nếu tiếp tục thì nước tốt nhất dành cho trắng phải là ăn xe đèn. Hậu đen ăn tốt trắng chiếu, trắng chạy vua e1 thì hậu đen ăn xe trắng chiếu hết. Mà trắng chạy vua c1 thì hậu đen vẫn ăn xe trắng chiếu. Với lợi thế hơn hẳn một tượng thì đen cũng sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Như vậy là với ba nước thí quân thiên tài, đặc biệt là pha chốt hạ và cuối trận thì thần đồng Ramesh bambu Bragnananda đã xuất sắc đánh bại cao thủ đang đứng hạng thứ sáu thế giới là Levon Aronian với tỷ số cách biệt 3-1. Kết quả này giúp em sánh vai cùng Manukasen chiếm ngôi đầu với 12 điểm, giành được 30.000 đô, tương đương với gần 700 triệu đồng Việt Nam. Sang vòng 5, Ragnananda sẽ phải chạm trán với kỳ thủ số 1 Việt Nam là Lê Quang Liêm. Tại giải Oslo Esports Cup lần trước thì Quang Liêm đã thất thủ trước Ragnananda. Liệu lần này anh có đòi lại được món nợ hay không? Mời các bạn đón xem trong video ngày mai nhé ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại